Bốn thứ này mới là tài sản lớn nhất tuổi về già, chứ không phải nhà cao, cửa rộng. Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, cuộc đời mỗi người dài ngắn, xét cho cùng cũng chỉ có độ khoảng 100 năm trên hành trình ấy. Đấy là nói chung chung, chứ hiếm ai có thể sống đến 100 tuổi, quý vị nhỉ? Trên hành trình ấy, nếu như 20 tuổi là quãng thời gian mà quý vị có thể sống hết mình với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi sống bằng trí tuệ, thì dường như tuổi 50 mới là cuộc sống đích thực của mỗi người. Nếu trái tim tuổi đôi mươi như con suối, trái tim tuổi 30 như dòng sông, trái tim tuổi 40 như thác gành cuồn cuộn chảy, thì trái tim người 50 tuổi lại như biển rộng mênh mang. Người 50 tuổi tâm đủ tĩnh, nghĩ đủ sâu, lòng đủ lắng đọng. Với họ, tài sản lớn nhất lúc này không phải là nhà cao cửa rộng, mà là bốn thứ sau đây. Nếu nắm chắc trong tay, thì nửa đời người còn lại sẽ sống an nhiên, hạnh phúc. Đến độ tuổi này, quý vị sẽ nhận ra rằng tài sản quý giá nhất trong cuộc đời mình không phải là bản thân có bao nhiêu tiền, có nhà cao, cửa rộng đến đâu, mà đơn giản chỉ là có bốn thứ sau đây mà thôi. Vậy bốn thứ tài sản đó là gì? Quý vị có đủ cả bốn thứ đó hay không? Mời quý vị cùng ngẫm sự đời chiêm nghiệm trong video ngày hôm nay nhé. Tài sản thứ nhất đó là sức khỏe. Có câu nói rằng người 50 tuổi đã đoán biết được bệnh tật. Trước 50 tuổi, người tìm bệnh, sau 50 tuổi, bệnh tìm người. Do vậy, con người đến tuổi 50, nếu không có bệnh thì quả là người có phúc phận lớn. Nhưng nhìn vào xã hội mà chúng ta đang sống thì mấy ai có được điều này, quý vị nhỉ? Không bệnh này thì cũng bệnh kia. Có người bệnh nhẹ, có người bệnh nặng, mất đi cả vài năm, có khi đến cả chục năm cuộc đời nữa. Đối với tất cả chúng ta, sức khỏe quý hơn vàng, đặc biệt là người trung niên. Người già thì sức khỏe là tất cả, bởi nếu không có sức khỏe, sau tuổi 50, một khi xảy ra chuyện bất trắc, quý vị sẽ phải đối mặt với vô số khoản chi tiêu ngoài dự tính. Những khoản chi phí ngất ngưởng ấy tích tụ lại, lâu dần có thể làm sụp đổ một gia đình. Bởi người chữa bệnh sai rằng không chỉ làm đau chính mình mà còn vô tình làm liên lụy đến cả gia đình. Trong hoàn cảnh này, rất nhiều mối quan hệ cha mẹ con cái đều trở nên rạn nứt. Vợ chồng sẽ vì đồng tiền mệt mỏi mà nảy sinh mâu thuẫn. Xét ở góc độ khác, nếu có được cơ thể khỏe mạnh, chúng ta sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng cho con cái, cho bạn đời của mình. Thế nên quý vị ơi, ngẫm sự đời chỉ muốn khuyên quý vị là đừng tiếp tục lãng phí sức khỏe để đánh đổi lấy những vật ngoài thân. Tiền dù có nhiều đến đâu cũng không mua nổi sức khỏe. Đánh đổi sức khỏe để kiếm được càng nhiều tiền, rốt cuộc cũng chỉ để mua về một đống thuốc mà thôi, quý vị ạ. Điều này có lẽ không ai muốn, đúng không nào? Tài sản thứ hai đó chính là gia đình. Ngẫm sự đời từng đọc được một chia sẻ thế này: tôi là một người đàn ông khá nổi bật, ngoại hình ưa nhìn, công việc kiếm nhiều tiền. Vì thế, đối với tôi, có được vợ đẹp con ngoan là điều dễ hiểu. Vợ tôi là người hiểu chuyện, cô ấy chưa từng bất mãn và luôn tôn trọng tôi, và hơn hết là biết hy sinh vì gia đình. Vợ chồng tôi hạnh phúc suốt 7 năm với một trai, một gái đủ nếp đủ tẻ. Tôi vẫn lao vào, kiếm tiền đôi lúc còn phong lưu. Hậu quả chẳng lường trước được chính là cô nhân tình nhỏ bé của tôi có thai. Mọi chuyện cuối cùng cũng không thể che giấu. Vợ tôi bất tỉnh trước cú sốc, chồng phản bội, vợ tôi quyết định ly hôn. Ở những tháng ngày sau đó của tôi, chưa từng có một gia đình để về, dù rằng tôi vẫn phải ở cạnh nhân tình để chăm sóc đứa trẻ, nhưng chúng tôi không thể hạnh phúc. Sau đó cô ta cũng bế con rời đi. Trước khi đi, cô ta nói tôi không xứng đáng làm chồng, sống cạnh người đàn ông vô hồn như tôi, quá hoang phí cuộc đời. Cũng không sai, một kẻ từng tự tay đập nát gia đình của mình,
thì sao còn xứng đáng làm chồng của ai bây giờ đây? Đến độ tuổi 50, tôi vẫn có tiền, có địa vị, nhưng tôi luôn cảm thấy mình chẳng có gì cả. Ở tuổi già ập đến với bệnh tật dày vò, với cuộc sống trước mắt cứ mờ nhạt đi. Tôi chỉ muốn có một gia đình để về, một người bạn đời để bầu bạn, một tuổi già bên con cháu. Tôi từng có vợ, nhưng giờ cô ấy cũng bỏ tôi đi. Tôi cũng có con, nhưng chúng chưa bao giờ muốn gần bên tôi. Chúng cho rằng một người đàn ông ngoại tình sẽ không dạy cho chúng được điều gì tốt đẹp. Tôi mới nhận ra rằng, thất bại lớn nhất của đàn ông chính là cuối đời chẳng có gia đình, vợ con lầm lũi không một nơi ấm áp để về. Có lẽ đã quá muộn khi người đàn ông kia nhận ra sai lầm của mình, đúng không quý vị? Trong cuộc đời mỗi chúng ta, gia đình chính là tài sản quý giá nhất của mỗi người. Vợ chồng đôi lúc không thể tránh khỏi những va vấp, có khi không hòa hợp, thậm chí nhiều lần tưởng chừng sẽ buông tay. Nhưng sau tuổi 50, quý vị chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc khi có người bên cạnh đồng hành cùng mình. Chỉ khi có tình cảm sâu sắc và hiểu nhau, chúng ta mới có thể cùng nhau trải qua nhiều khó khăn và hạnh phúc hơn trong cuộc sống sau này. Gia đình hòa thuận chính là động lực của con cái trong cuộc sống. Khi chúng mệt mỏi, được trở về nhà là nơi bình yên, được thấy bố mẹ sống êm ái bên nhau chính là hạnh phúc. Cho nên với những người bước vào tuổi trung niên, có một gia đình nhỏ êm ấm, hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, trưởng thành, có một gia đình lớn với những người anh chị em hòa thuận, đoàn kết yêu thương nhau, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà bạc tiền nào cũng chẳng mua được. Nếu quý vị đang có một gia đình hòa thuận thì nhất định phải trân trọng và bảo vệ nó đến cuối đời, quý vị nhé. Tài sản thứ ba là một khoản tiền nhất định. Đồng ý rằng tiền không phải thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta, thế nhưng nhất định phải có tiền thì cuộc sống của chúng ta mới được đảm bảo, dù cho là ở bất cứ độ tuổi nào, quý vị ạ. Con người chúng ta khi còn trẻ đều tràn đầy nhiệt huyết xông pha để lập nghiệp, chỉ là chuyện còn con. Mục tiêu kiếm tiền chủ yếu là để dưỡng già, để sau này được thoải mái, sống cuộc đời mình muốn, mà không để ý đến sắc mặt người khác. Chỉ có điều, khi đến độ tuổi nghỉ hưu, nguồn thu nhập của chúng ta cũng theo đó mà suy giảm, cả về sức khỏe và tinh thần. Thế nhưng rất nhiều người đến tuổi này vẫn còn phải bận lòng vì con cái. Là cha mẹ, việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái là chuyện cần phải làm. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là có nhiều người đang làm việc này quá tay, đem toàn bộ số tiền tích cóp để dưỡng già, mang cho con cái, mà chẳng đoái hoài đến việc giữ lại cho mình một đường lui. Có người sẽ nghĩ tiền bạc nhà cửa của mình sau này đằng nào chẳng để lại cho con cháu. Cho sớm hay muộn chẳng phải cũng như nhau hay sao? Nhưng thực tế không phải như vậy. Bản thân mỗi người sau tuổi nghỉ hưu dù sao cũng vẫn cần phải dưỡng già. Khi ấy, chỗ dựa vững chắc của mỗi người có thể là con cái, có thể là gia đình, nhưng chủ yếu vẫn là từ số tiền tích cóp từ trước. Đó là chưa nói đến một thực tế trong xã hội. Ngày nay, con cái chưa chắc đã sẵn lòng tận tâm chăm sóc bố mẹ khi về già nữa, đúng không quý vị? Cho nên, quý vị ơi, mỗi người vẫn nên giữ lại chút tiền tích cóp dự phòng cho những nhu cầu cấp thiết. Đã có hiện tượng rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Đó là sau khi con cái thành gia lập nghiệp, rất nhiều thế hệ lớn tuổi đều giao hết tiền. Nhưng giao cho con cái quản lý rồi, chúng bỗng thay đổi. Không chỉ vậy, ngay cả chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng dần eo hẹp lại. Vì thế, những tranh chấp về tài sản cũng theo đó mà hình thành. Một khi hai bên đã nảy sinh xung đột, người làm cha mẹ sẽ cho là con cái bất hiếu, còn con cái cũng cho là bố mẹ không chịu thấu hiểu cho nỗi khó khăn của họ. Từ đó, các gia đình vốn hòa hợp cũng dần bắt đầu rạn nứt, chia năm xẻ bảy. Bởi vậy, ở tuổi 50, quý vị nhất định là nên có những phương án dự phòng cho bản thân. Đặc biệt, việc chuẩn bị cho mình một khoản tiền để dưỡng già là điều rất cần thiết. Tuổi 50 chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, biệt thự sang trọng, nhưng chắc chắn không phải quá sớm
cũng không là quá muộn để chuẩn bị một số tiền tiết kiệm trong tay. Tài sản thứ tư là đời sống tinh thần lạc quan. Ở tuổi 50, nếu như quý vị có thể duy trì một tâm trạng tốt thì nó sẽ khiến quý vị luôn cảm thấy thư thái, bình tĩnh, làm việc sáng suốt. Tâm trạng tốt chính là liều thuốc tốt nhất giúp chúng ta tự vượt qua khó khăn. Ngược lại, những người không có khả năng kiểm soát cảm xúc sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, bởi cảm xúc tiêu cực không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng, sức khỏe, mà còn khiến công việc và các mối quan hệ của chúng ta ngày càng rối ren, áp lực. Đến tuổi 50, điều quan trọng hơn cả mà quý vị nên làm đó là hãy sống vui vẻ, tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp, cũng đừng so sánh công danh, địa vị, lợi lộc. Lúc này, quý vị cũng chớ băn khoăn làm sao để con cái được xuất sắc như người khác. Quý vị chỉ nên so sánh xem mình có thể sống vui vẻ, khỏe mạnh hay không. Như vậy là đủ. Hạnh phúc là tự mình tạo nên, vui vẻ, lạc quan cũng tự mình tìm kiếm. Biết giữ một tâm trạng luôn thoải mái, yên ổn thì mỗi ngày mới chính là một ngày vui. Mỗi chuyện lướt qua tầm mắt mới nhẹ nhàng, thanh thản. Ở tuổi 50 có một đời sống tinh thần lạc quan, ấy là vốn quý. Hãy giữ gìn thật tốt trạng thái tinh thần ấy, bởi tinh thần vui vẻ thì bệnh tật mới không tới. Một ngày sống không có phút giây nào vui vẻ là một ngày bị mất đi, đầy uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ ngắn ngủi cũng là được lợi biết bao nhiêu. Quý vị thân mến, như ngẫm sự đời đã nói đấy ạ, với những người sau 50 tuổi, dường như những thứ vật chất tiền bạc sớm đã không còn quá quan trọng với họ nữa rồi. Vào lúc này, để tâm hồn lạc quan vui vẻ, làm điều bình tích ở bên cạnh những người mà mình yêu quý mới là đích đến của họ, đúng không nào? Vậy làm thế nào để giữ tâm hồn người qua tuổi 50 luôn vui vẻ, luôn tươi trẻ và an nhiên đây? Quý vị hãy ghi nhớ 4 việc quan trọng sau đây nhé. Đảm bảo một khi thực hiện đủ những điều này, quý vị cũng sẽ có những năm tháng tuổi già vô cùng hạnh phúc đấy ạ. Mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Việc thứ nhất, tâm an. Theo như ngẫm sự đời thấy, thì khi con người đến tuổi già, thể lực và tinh thần đều giảm, thì chỉ cần gặp phải sự tình hơi rối là liền phạm sai lầm. Con người nếu như lúc trẻ dễ mắc sai lầm lúc bốc đồng, thì tới lúc về già lại lo lắng. Người cao tuổi nếu gặp chuyện mà không thể giữ được bình tĩnh, gặp chút vấn đề nhỏ liền phát hỏa, thì sẽ không chỉ không phân biệt được rõ đúng sai, khiến mối quan hệ trở nên bất hòa, quý vị ạ. Tuổi 50 đứng trước ranh giới ở đỉnh cao của sự nghiệp và sự buông bỏ công việc để cáo lão, nghỉ hưu. Nhiều người không đành lòng, không cam tâm mà thường rơi vào khủng hoảng, cố gắng chạy đua với thời gian bằng cách làm việc không ngừng nghỉ để vớt phát lại một chút thời gian cuối cùng trước tuổi nghỉ hưu. Cứ như vậy, rồi lại thấy mình còn quá nhiều tham vọng mà thời gian lại ít ỏi. Cảm thấy nuối tiếc quá khứ huy hoàng của cuộc đời, không đành lòng buông tay, cứ đặt mình trong những dằn vặt vì những lý do này, lý do kia. Nên có những việc chưa kịp làm, giờ lại thành ra đã muộn. Nhưng quý vị phải hiểu một điều rằng, con người không thể sống ngoài quy luật sinh lão bệnh tử của tạo hóa. Có trẻ rồi cũng đến lúc già. Bước qua tuổi 50, cần phải biết từ bi với mình, chấp nhận sự thay đổi của bản thân và đốn ngộ luật vô thường của cuộc sống. Có dọn sẵn cho mình một tâm thế ấy mới bước qua được khủng hoảng tuổi 50 và cảm thấy hạnh phúc an vui với cuộc đời mình, quý vị ạ. Việc thứ hai, lạc quan, vui vẻ. Năm 41 tuổi, bà Huệ bỗng thấy người mệt mỏi, bứt rứt, khó ngủ và sụt ký nhanh chóng. Bà đinh ninh mình đã mắc bệnh ung thư và rơi vào trạng thái chán trường, chờ chết. Nhưng bác sĩ cho biết bà không bị ung thư mà bị đái tháo đường. Lúc đó tôi chẳng muốn đi đâu, gặp ai vì thân hình tiều tụy, nhan sắc tàn tạ và quan trọng hơn không còn đủ sức để đi. Khi đó, đứa con lớn hơn 10 tuổi, đứa nhỏ mới 8 tuổi. Nhìn hai đứa con thơ, tôi chợt nghĩ nếu mình chết thì con mình sống làm sao? Bà Huệ kể, những ngày sau đó, bà luôn cố gắng sống thật lạc quan và tích cực. Ai chỉ thầy nào
bà cũng đến, bày thuốc gì cũng uống, rồi một người bạn rủ bà đi học yoga. Ban đầu, không chạy xe được, bà phải nhờ xe ôm đưa đón. Càng tập, sức khỏe càng cải thiện và bà tự đi về một mình. Cùng với uống thuốc, ăn kiêng theo lời bác sĩ, hơn 10 năm nay, bà Huệ vẫn trung thành với môn khiêu vũ. Bà cảm thấy mình khỏe ra, tinh thần thoải mái. Quý vị ơi, có phải khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh vậy? Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh sự nghiệp, nhưng bản thân cũng dần cạn kiệt đam mê. Tâm hồn thuần khiết thời trẻ con giờ đây đã gánh nặng những lo toan phiền muộn và đánh mất đi sự vô tư ngày nào. Chúng ta đã dần trở nên trầm tư hơn, lo nghĩ hơn, càng ngày càng rời xa sự ngây thơ của tuổi trẻ. Chúng ta đã biến thành một người nhiều hoài nghi, lắm đăm chiêu vì xã hội đầy rẫy những con người nhỏ nhen lừa lọc. Tuổi 50 đã nếm đủ vị, hiển độ ái ố của cuộc đời, cũng là lúc mà quý vị cần biết phải buông tay khỏi những tham vọng, tranh đấu hơn thua, gạt bỏ những sân hận đã qua với lòng bao dung cần có. Mỉm cười thức dậy trước bình minh, giữ trọn sự thanh thản của một ngày trong an yên và thảnh thơi chìm vào giấc ngủ với giấc mơ về những ngọt ngào thuở thiếu thời. Cuộc đời còn gì đẹp và nên thơ hơn thế? Sống với tinh thần ấy, những ngày tháng của cuộc đời tràn đầy hứng khởi và tươi đẹp biết bao nhiêu. Việc thứ ba, coi trọng dung mạo. Tuổi già cũng có những ưu việt nhất định. Muốn người ta trân trọng mình, phải biết nâng niu giá trị của mình. Không nên chưa già đã xấu, bất kể tuổi tác của quý vị có bao nhiêu. Nhưng khi chúng ta ăn mặc đẹp thì cả người sẽ toát ra nguồn năng lượng tràn trề, cũng khiến bản thân tự tin hơn. Dù không khiến người khác say mê, cũng khiến thiên hạ phải ngước nhìn nể phục. Rất nhiều người già mà ngẫm sự đời từng gặp đều nghĩ là già rồi thì mặc đẹp để làm gì, ăn vận đơn giản đến xuề xòa. Vì người già ai thèm để ý. Nhưng quý vị ơi, trang phục không chỉ là hình thức, đó còn phản ánh diện mạo của tâm hồn, thần thái của người mặc. Vậy nên, chăm chút cho ngoại hình, chọn một bộ trang phục tôn lên ưu điểm của mình. Khi đó, quý vị sẽ yêu cuộc sống này hơn. Tâm hồn sẽ sạt sào sự rực rỡ của thanh xuân. Khi quý vị làm mới bản thân, cuộc sống của mình cũng sẽ tươi mới và ngọt ngào như thuở đôi mươi vậy. Hạnh phúc sẽ viên mãn trong từng thời khắc của cuộc đời, và rồi chắc chắn là quý vị sẽ phải thốt lên, cuộc đời này thật đáng sống biết bao. Và cuối cùng, duy trì trái tim lương thiện. Quý vị ạ, sống ở đời, bài học làm người đầu tiên là bài học về lòng lương thiện. Cổ nhân có câu, thiện có thiện báo, ác có ác báo, gieo nhân nào gặt quả ấy. Vậy để hái được quả ngọt ở cuối đời, nhất định phải tu tâm dưỡng tính trong suốt hành trình làm người của mình. Tuổi trẻ, sống bao dung, đối đãi tử tế với tất cả mọi người, bằng mọi giá, giữ đúng lời hứa. Theo thời gian, cuộc sống của người lương thiện sẽ nở hoa kết trái, muôn phần rực rỡ. Sống lương thiện, tâm hồn cũng ngào ngạt hoa thơm, và nhất định cũng sẽ gặp được những người bạn tốt, nguyện ý làm quý nhân của cuộc đời mình. Sự lương thiện trong tâm hồn toát ra cốt cách cao đẹp, làm đượm sắc thêm dung mạo tuổi xế chiều. Niềm vui và hạnh phúc ngập tràn trong từng năm tháng. Một người nếu vì lợi ích của bản thân mà làm chuyện xấu, thì cho dù trong lúc nhất thời đạt được một chút lợi ích, thì cuối cùng cũng bị vạch trần mà thôi. Còn ngược lại, kiểu người vô tư vô lợi mà làm việc thiện, thì cho dù chưa ai biết, nhưng phúc báo cũng sẽ tự tìm đến với họ mà thôi, đúng không quý vị? Quý vị phải hiểu rằng, làm việc thiện không phải là để nhận lại sự biết ơn, nhưng chính ta khiến cho người ta trở nên cao quý hơn, được người khác tôn trọng hơn. Khi đến tuổi trung niên, nếu một người luôn giữ được thiện niệm, thì chắc chắn sẽ có nhiều phúc báo tốt. Quý vị thân mến, nhà thơ Tô Đông Pha Trung Quốc đã từng viết, đời người giống như là quán trọ và tôi cũng chỉ là khách qua đường. Vội vã đi qua nửa đời người,
trải qua biết bao nhiêu chuyện, gặp gỡ biết bao nhiêu người, đến cuối cùng mới nhận ra có 5 người bắt buộc chúng ta phải coi trọng và 3 việc chúng ta nên xem nhẹ. Vậy đó là những người nào và những việc gì? Quý vị đã biết hết chưa? Hãy cùng ngẫm sự đời tiếp tục tìm hiểu ở phần tiếp theo của video nhé. 5 người phải coi trọng. Người thứ nhất, bố mẹ. Có một câu chuyện kể rằng một gia đình nọ có 3 thế hệ cùng chung sống. Người mẹ già vì tuổi đã cao nên đi lại khó khăn. Vợ chồng người con trai coi bà là gánh nặng trong gia đình, quyết định đưa bà vào rừng sâu rồi bỏ lại đó. Một đêm nọ, hai vợ chồng gọi con trai dậy, cùng họ đặt bà lão vào chiếc làn trúc lớn rồi khiêng lên núi. Lúc họ chuẩn bị bỏ lại bà lão, con trai họ ở bên cạnh liền nói: "Bố mẹ bỏ bà lại xong, hai người nhất định không được vứt cái làn trúc đó đi." Hai vợ chồng thấy lạ, bèn hỏi người con: "Tại sao phải đem cái làn trúc đó về?" Con trai đáp: "Vì sau này khi bố mẹ già đi, con cũng sẽ cần dùng nó để khiêng bố mẹ lên núi." Quý vị thấy đấy, con cái sẽ học theo những hành động của cha mẹ. Cha mẹ hiếu thuận với bề trên, con cái sẽ nhìn thấy và ghi nhớ. Sau đó, chúng cũng sẽ trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện tương lai, cũng sẽ hiếu thuận với cha mẹ. Tư Mã Thiên đã từng nói, cha mẹ là nền tảng của con người, cha mẹ là người cho chúng ta sinh mạng, là người tạo nên chỗ đứng của chúng ta trên thế giới này. Cổ nhân cũng đã dạy rồi quý vị ạ, bách thiện hiếu vi tiên. Trong 5 cái thiện, chứ hiếu đứng đầu. Phận làm con cái, nếu không làm được việc này, thử hỏi người đó có thể làm được việc gì khác? Có thể đối xử tử tế được với những người khác hay không? Công lao to lớn, sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển sâu. Thế nên, dù có bận, có mệt, nhưng đừng quên chăm sóc, báo hiếu cha mẹ của mình, quý vị nhé. Người ta vẫn ví một gia đình chính là một cây cổ thụ, ông bà là gốc cây, bố mẹ là cành lá và con cái là trái cây. Chỉ khi rễ cây thật vững chắc, cành lá mới sum suê. Nhờ thế mà trái cây mới có đủ dinh dưỡng để thơm ngon. Khi đã đơm hoa kết trái, thơm ngon rồi, phận làm con sao có thể xem nhẹ công lao to lớn ấy. Người coi trọng bố mẹ ắt hẳn là người không bao giờ quên đi nguồn gốc của mình. Người mà hiếu thuận với cha mẹ ắt hẳn là người không bao giờ quên ân nghĩa ở đời. Người như vậy sống sẽ tích được phúc đức cho bản thân và con cháu. Mà chắc chắn người này đi đến đâu cũng đều được mọi người yêu quý, đúng không quý vị? Người thứ hai, con cái. Quý vị ơi, con cái chính là tiếp nối sinh mạng của chúng ta. Có con rồi, chúng ta mới hiểu ý nghĩa cuộc sống được truyền từ đời này sang đời khác. Sinh con, đẻ cái cũng giống như cách cây cành này đâm ra thì lá già phải rụng. Cành càng nhiều, lá trên cành càng tùm là nhờ vào rễ cắm sâu xuống lòng đất. Con cái dạy chúng ta thế nào là tình yêu vị tha. Người xưa đã nói, cha mẹ yêu thương con, luôn mong cho con cái có tương lai tươi đẹp. Mong cho con cái thành công là nỗi bận tâm của tất cả người cha người mẹ trong thiên hạ. Con cái là nguồn sống, sự trưởng thành của con cái là nguồn vui của các bậc phụ huynh. Vậy thì liệu có lý do gì mà người làm cha mẹ không trân trọng, coi trọng con cái của mình, đúng không quý vị? Thứ ba, bạn đời. Quý vị thấy đấy, trên thế giới này, người sống bên ta lâu nhất không phải là bố mẹ, cũng không phải là con cái, mà chính là người bạn đời của ta. Bố mẹ đã đưa chúng ta đến với thế giới này, hết lòng yêu thương chúng ta mà không cần báo đáp. Nhưng rồi sẽ đến một ngày họ sẽ già đi, bệnh tật ốm yếu, sau cùng rồi sẽ rời xa, không thể tiếp tục ở bên chúng ta nữa. Con cái có thân thiết cũng không thể sống mãi bên cạnh ta, rồi chúng cũng sẽ lớn khôn, rồi lập gia đình riêng, bận rộn với việc mưu sinh, chèo lái con thuyền nhỏ của mình. Anh chị em dù có là máu mủ thân thiết cũng không thể ở bên chúng ta mỗi ngày. Những người thân ấy chỉ có thể đi cùng quý vị được một quãng đường đời mà thôi. Suốt hành trình còn lại, người có thể cùng bạn đến cuối cùng chỉ là vợ chồng của quý vị.
một đời yêu thương, một đời tranh cãi, một đời nhường nhịn, đó chính là quan hệ vợ chồng. Trên đời này, vợ chồng là mối quan hệ khiến con người ta gắn bó với nhau lâu dài nhất. Có sự trợ giúp của nửa kia, hai người cùng nhau vượt qua biết bao thăng trầm, ngọt ngào, lãng mạn của cuộc đời để viết nên một câu chuyện đơn giản mà hạnh phúc. Thế nên, dù có sóng gió, có khó khăn, cũng nhất định không được quên đi người bạn đời của mình, quý vị nhé. Thứ tư, thầy cô giáo. Quý vị ạ, trên đời này, trừ cha mẹ ra, thầy cô giáo chính là những người dạy dỗ, chỉ bảo chúng ta nhiều điều. Vì thế, càng là những người có tiền đồ rộng mở, sự nghiệp thành công, có học thức, càng hiểu thế nào là tôn sư trọng đạo. Ngược lại, những người không tôn sư trọng đạo cũng không chịu học hành thì mỗi lần nhắc đến thầy cô đều thiếu tôn trọng, không có lòng biết ơn. Những người như thế khó có thể gặt hái được thành công trong cuộc đời này lắm, quý vị ạ. Thầy cô giáo tưởng chừng như là một người rất bình thường, nhưng lại chính là người có công lao không hề nhỏ với tất cả chúng ta. Một viên phấn, hai tấm khăn lau bàn đầy bụi, ba tấc bục giảng, bốn mùa nhọc nhằn dạy học trò từng con chữ, giúp học trò từ mông lung ngu muội đến hiểu biết sâu rộng. Thầy cô giáo chính là người chỉ đường dẫn lối cho chúng ta. Trong kinh thi có viết, luôn âm thầm, chân thành rồi sẽ một ngày ta sẽ cảm hóa được mọi người. Đó chính là điều vĩ đại nhất mà người giáo viên làm được. Nhờ có thầy cô khai sáng mà cuộc đời mỗi người trở nên tốt đẹp hơn. Ơn nghĩa này, phàm là con người đều không được quên. Thứ năm, bạn bè. Người xưa nói không sai, ngàn vàng dễ kiếm, bằng hữu khó tìm. Trước mặt những người bạn thật sự, chúng ta không cần giả tạo hay diễn kịch. Lúc ta gặp khó khăn, hoạn nạn, luôn có bạn bè ở bên cạnh giúp đỡ, cùng nhau vượt qua. Gặp được người bạn như vậy, đó chính là duyên phận, nhất định phải biết trân trọng, không được xem thường, quý vị nhé. Ba việc cần xem nhẹ. Việc thứ nhất, tiền bạc. Trong Tăng Quảng Hiền văn có viết, nhà có nghìn phòng, đêm ngủ cũng chỉ cần một cái giường. Nhà có giàu có, ngày cũng chỉ ăn ba bữa. Bản chất của cuộc sống chính là bình thường và đơn giản. Ít tiền hay nhiều tiền, chỉ cần đủ dùng là được rồi, quý vị ạ. Trong cuộc đời này, có lẽ chúng ta cũng không cần phải theo đuổi những thứ phú quý xa hoa. Chỉ cần đáp ứng những yêu cầu cơ bản là được. Thừa thãi đôi khi không phải là điều tốt. Trong cuộc sống, chúng ta cần có công việc để làm, cần kiếm tiền để đảm bảo một cuộc sống ấm no cho gia đình. Tuy nhiên, nếu quá đặt nặng về đồng tiền sẽ khiến con người chìm đắm trong danh lợi, tình mà đánh mất đi bản tính thiện lương vốn có của mình. Cổ nhân cũng có câu, tiền bạc là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi, chi bằng tích đức kiếp sau vẫn còn. Nếu một người có thể xem nhẹ tiền bạc và danh vọng thì chắc chắn sẽ không dễ đánh mất bản tính chân thành, thiện lương và nhẫn nại vốn có của mình. Họ sẽ dành thời gian cho những việc làm ý nghĩa, sống tích đức hành thiện, an nhiên mà tự tại. Việc thứ hai, tình người. Xã hội mà chúng ta đang sống hiện nay quả thực có quá nhiều những người cầu toàn, theo đuổi sự hoàn hảo, thường luôn cảm thấy rất mệt mỏi. Càng quan tâm đến cảm xúc của người khác lại càng khiến ta cảm thấy có lỗi. Tăng Quốc Viên đã từng nói, trên thế gian không có tình bạn nào là hoàn hảo tuyệt đối, chỉ cần chúng ta luôn bao dung, tha thứ cho những lỗi nhỏ, mọi thứ sẽ ổn. Trên đời không có tình bạn nào là không có xích mích, luôn đi đúng hướng và bao dung, tha thứ cho lỗi lầm của nhau là rất hiếm tìm. So với làm hài lòng người khác, chi bằng quý vị hãy học cách đối tốt với chính mình trước. Không miễn cưỡng, không ép buộc, không trách móc. Hãy đem sự nhẫn nại và lương thiện cho những người mà ta yêu thương nhất. Bất kỳ mối quan hệ nào mà quý vị luôn phải cố gắng hết sức để làm hài lòng sẽ không tồn tại lâu. Và bất kỳ mối quan hệ nào cần được duy trì cẩn thận đều không phải là chuẩn mực. Người thực sự yêu quý vị không cần phải làm hài lòng, và người cần quý vị làm hài lòng lại không phải là người thực sự yêu quý vị. Cuộc sống đã quá mệt mỏi rồi, sao phải sống bằng cách nhìn mặt người khác nữa, phải không? Cuộc đời khác nhau
mỗi người đều có chính kiến của mình. Quý vị không phải là một đồng xu nên không thể mong muốn mọi người đều thích quý vị. Hãy biết nhìn vào bên trong để nghĩ cho mình, bớt nghe, bớt nói để tu sửa chính mình. Không quan tâm đến suy nghĩ và quan điểm của người khác, suy cho cùng thì con người cũng phải sống cho chính mình. Quý vị hãy cứ sống là chính mình, không nịnh bợ, không giải thích, không ép buộc, không bám lấy, sống như những tia nắng ban mai rực rỡ nhất trên bầu trời. Việc thứ ba, được mất. Đời người giống như khách qua đường, được mất ắt phụ thuộc vào cách duyên. Chúng ta đến với thế giới này xem ra cũng giống như một cuộc trải nghiệm. Lúc nào mà quý vị cũng tính toán được mất chỉ khiến bản thân mệt mỏi hơn mà thôi. Đời người 10 phần thì có đến 8-9 phần không như ý. Nếu chỉ chú ý đến cái mất, chẳng phải chúng ta sẽ chẳng còn thời gian để nghĩ đến những điều tốt đẹp đó sao? Hối tiếc những điều đã mất hoặc không có được, liệu có giải quyết được việc đã rồi? Chi bằng quý vị hãy cứ vui vẻ chấp nhận và trân trọng những gì ta đang có. Cố gắng hết mình để hạn chế những điều không như ý trong những lần sau. Ít phàn nàn và oán trách, bình thản mà không màng danh lợi, cuộc đời sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Được sống trên đời là một món quà, thế nên ngấm sự đời mong rằng quý vị hãy sử dụng món quà hữu hạn ấy thật tốt để không uổng phí công sức ta đã có mặt trong cuộc đời này. Video ngày hôm nay của ngấm sự đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với ngấm sự đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, ngấm sự đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sự Đời.